người người Xpander, nhà nhà Xpander và Enica cũng đã có Xpander. Vâng, đây là một cái tên rất là hot trong những năm vừa qua. Nó đã xoán ngôi vị trí số 1 của Innova trong thị trường phân khúc MPV. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn là một mẫu xe mới về Enica đã được quy trình kiểm tra 143 hạng mục, cam kết 5 tiêu chí vàng, hệ thống khung gầm, động cơ hộp số là nguyên bản, xe không thủy kích gầm nước. Và Enica có văn bản cam kết đầy đủ trong vòng 7 ngày. Khi quý vị và các bạn nhận xe về, chúng ta có thể check ở các đại lý chính hãng Mitsubishi trên toàn quốc. Nếu mà Enica vi phạm cam kết thì chúng ta có thể trả lại xe và Enica hoàn lại 100% số tiền. Vâng, đó là cam kết của Enica, nhưng Khải tin chắc rằng sau hơn 10 năm kinh doanh sử dụng, Enica chưa từng một trường hợp nào trả lại xe đâu. Nên quý vị và các bạn yên tâm nhé. Rồi quay trở lại chương trình giới thiệu xe lần này. Đây là một mẫu xe được sản xuất năm 2021, phiên bản số tự động, xe đã chạy lướt nhẹ có 2 vạn thôi, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và nó có một màu ngoại thất cực kỳ là độc đáo, đó là màu đỏ. Thực sự là nếu mà đi trên đường mà nhìn thấy Xpander màu đỏ thì chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay về cái số lượng mà Xpander thiết kế màu đỏ này. Nhưng không sao cả, nếu mà bác nào mệnh hỏa, mệnh thổ thì có thể dính em nó về, quá là ok rồi. Chạy gia đình cũng hợp lý, chạy dịch vụ cũng ok. Giá gì tầm tiền hơn 600 triệu đồng thôi đã sở hữu một mẫu xe MPV 7 chỗ cực kỳ hợp lý. Chúng ta đi tìm hiểu chi tiết mẫu xe này nhé. Vâng, Xpander không những về cái giá thành nó rẻ mà ngoài ra thiết kế của nó còn đẹp. Ngôn ngữ thiết kế của Xpander cũng giống như những mẫu xe đàn anh như Outlander hoặc Pajero Sport, thì là ngôn ngữ thiết kế là Dynamic Shield. Nó cực kỳ là nổi tiếng của Mitsubishi rồi. Nó thiết kế rất là hiện đại, trẻ trung và cực kỳ là tương lai. Ở đây thì form 2021 nên là cụm đèn pha của Xpander đã được nâng cấp từ đèn halogen chuyển thành đèn full LED ở đây rồi. Nó đẩy xuống bên dưới. Và tiếp theo nữa là một cái thiết kế cực kỳ là tương lai mà tất cả những dòng xe sang, xe hiện đại bây giờ cũng đang theo xu hướng thiết kế, đó chính là cái dải đèn LED được đẩy lên phía trên. Nó được thiết kế theo kiểu dạng mí mắt như này. Rồi, ở đây thì mọi người đang xem cái phần cản trước của nó nhé. Nó còn rất là mới luôn. Sơn zin của xe này còn khá là nhiều. Ví dụ như chúng ta nhìn những cái thanh chrome này, đó, còn khá là sáng này. Rồi những cái phần cản dưới bên dưới này, chúng ta nhìn nhá, nó hiện tại thì bây giờ những cái cản dưới này Khải đang thấy là nó không có bị xước sát gì, kể cả những cái phần đèn gầm của nó này, nó còn rất là sáng nhá. Xe thì biển Hà Nội rồi. Đó, phần đầu xe thiết kế rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sang phần phía thân xe này đi. Thân xe thì hiện tại thì Khải nhìn thấy là tổng thể về cái ngoại thất đi, chứ không phải nguyên phần phía bên thân xe bên lái này đâu, là không có một vết chầy, vết móp gì cả. Rồi, cái đập vào mắt đầu tiên chúng ta nhìn thấy một chiếc xe chạy lướt nhẹ 2 vạn là chính là bộ lốp, 4 lốp zin theo xe. Nó còn dày bịch như này. Đó, xe này. Đây chúng ta nhìn nhá. Lốp vẫn rất là dày, thậm chí là những cái ta lông lốp này vẫn còn. 4 lốp tuần thứ 5 năm 2021, lốp Bridgestone. Đó, rồi chúng ta xem những cái phần hốc lốp bên trong nhá. Đây, bởi vì sao rất nhiều người anh em là thích xe biển Hà Nội này, chúng ta nhìn cái hốc lốp của nó này. Đó, xe chạy được hơn 1 năm và chạy hơn 2 vạn thì cái phần hốc lốp của nó đẹp như thế này mà. Và đây nó gọi là hạng mục gầm, nó thường xuyên tiếp xúc với các khí hậu, ví dụ như là mưa, nắng rồi nước mưa các thứ. Nhưng mà chúng ta nhìn cái hốc lốp của nó còn rất là đẹp nhá. Thậm chí là những cái phần ốc nhựa như này nó còn chưa bị bong chóc gì cả. Ba bu lê của nó vẫn còn nguyên bản. Khá là mới luôn. Rồi, gương chiếu hậu của Xpander rất là nổi tiếng, nó được thiết kế cực kỳ là to bản luôn. Và trên gương chiếu hậu có dải đèn LED ở đây. Toàn bộ trụ A này, trụ B, trụ C của xe vẫn nguyên bản, chưa có bị đâm va gì cả. Kính lái này, các kính cánh cửa đều được chủ xe dán phim cách nhiệt hết đầy đủ hết rồi nhá. Tay nắm cửa mạ chrome. Đây, bác chủ xe cũng đầu tư thêm cả cái hõm tay nắm cửa đây, khi chúng ta thò tay vào đây thì nó không gây bị xước cái phần sơn của cánh cửa. Đó. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy có cả nút bấm mở cửa thông minh ở đây rồi. Một chiếc xe mà chạy ít, một chủ thì những cái phần ví dụ như cánh cửa chúng ta mở nó còn rất là chắc tay. Rồi, chúng ta xem mở cánh cửa hàng ghế thứ hai nhé. Đây, xin mời các bạn xem qua phần keo chỉ của cánh cửa thứ hai. Đó, chúng ta nhìn này, các đường keo chỉ vẫn còn nguyên bản, giống như từ trong nhà máy sản xuất ra. Rồi, xin mời anh máy quay luôn cái phần bản lề cánh cửa sau.
Đó, chúng ta đang xem phần trụ bê của cánh cửa sau đấy, nó còn đẹp như thế mà. Xe này là xe tên công ty, không chạy dịch vụ nhá, nên là chúng ta cũng rất nhiều lần Khải nói rồi. Đây, một chiếc xe nó không chạy dịch vụ thì chúng ta có thể nhìn những cái phần in nhựa như này, nó không bị xước sát gì cả. Rồi cả những cái phần nhựa ở phần bên trụ bê này cũng thế này. Đó. Ở đây thì sàn xe thì đã được bác chủ xe bọc một lớp sàn da rồi. Và Xpander là dòng xe 7 chỗ. Hàng ghế thứ hai của Xpander cũng khá nổi tiếng, đó chính là sự rộng rãi của mẫu xe này. Tiếp theo nữa là trang thiết bị được đầu tư trên mẫu xe này. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy đây, hàng ghế thứ hai nhá, nó có 4 cái cửa gió điều hòa luôn. Đó, thậm chí là chúng ta có thể điều chỉnh cả tốc độ quạt gió ở trên này. Đấy, mùa hè thì rất thích cái này luôn này. Rồi, ghế thì còn rất là mới này. Mọi người nhìn phần ghế da nhá, rất là mới luôn. Ghế càng đét luôn. Rồi, đây cũng là một cái ưu điểm vượt trội của dòng xe Xpander, đó chính là mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất. Đây, đường kết hợp chúng ta đi cũng có 6,9 lít thôi. Phần đầu xe của Xpander nó đẹp như thế nào thì phần đuôi xe nó sẽ tương xứng như thế. Ở đây thì mọi người đang nhìn thấy phần đuôi xe của mẫu xe Xpander nhá. Nó thiết kế rất là hay của nó đấy. Và cực kỳ là thể thao, nhìn khá là hiện đại luôn. Đặc biệt là những cái phần như cụm đèn hậu của nó này, chúng ta nhìn này. Nó rất giống những cái mẫu xe của xe Volvo đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Toàn bộ các chi tiết, ví dụ như đèn hậu, rồi là những phần cản sau của mẫu xe, nó chưa bị có đâm va gì cả nên là nó vẫn còn nguyên bản. Đây chúng ta nhìn những cái đường khe, đấy, đường giáp lai, khe hở giữa phần cốp với phần cản sau của nó này. Đó, thì nó cũng đánh giá được một chiếc xe là nó đẹp như thế nào. Hơi tiếc một chút thì Xpander chưa được trang bị cảm biến lùi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy cảm biến lùi là cái option mà chủ xe lắp thêm, chứ còn nguyên bản của nó không có. Đây, chúng ta nhìn cái phần cản sau của nó này. Nhìn rất là đẹp luôn này. Một chiếc xe chủ xe đi giữ gìn nó vẫn khác biệt lại. Còn chúng ta mở phần cốp ra. Đó, cái tùy thủy lực này, mở còn rất là chắc chắn luôn. Đây, cốp chưa tháo mở gì cả này. Chúng ta đang nom với phần ốc bản lề cốp sau này. Những con đinh tán rồi đường keo chỉ của nó này, rất là nuột nà. Rồi nếu mà chúng ta đi 5 người thì Xpander cho chúng ta một cái không gian cốp đằng sau rất là rộng luôn. Khải không nhớ dung tích cốp của Xpander, nhưng mà hiện tại đây chúng ta nhìn trực tiếp vào đây, nó cực kỳ là rộng luôn. Bảo vì sao nó bán một cái doanh số nó khủng khiếp như thế. Giá hợp lý, rất nhiều tiện ích được trang bị trên xe. Rồi chúng ta xem qua phần máy của mẫu xe này một chút nhé. Vâng thưa quý vị và bạn, đây là khối động cơ của mẫu xe Xpander 2021. Thì xe mới chạy được có 2 vạn thôi, nên là phần động cơ của nó còn rất là mới luôn. Đã được Enica kiểm định rồi. Khối động cơ không có hiện tượng như ẩm dầu hay chảy dầu gì cả. Và chúng ta đang nhìn phần máy của nó này, nó còn rất là sáng luôn. Từ những con ốc này, ốc chân máy này, ốc nắp dàn cò này, kể cả những phần keo của nắp dàn cò vẫn còn nguyên zin còn từ nhà sản xuất luôn. Cực kỳ là mới. Đó. Xe này thì các bạn yên tâm rồi, không lo về chất lượng, không lo về độ cũ mới gì cả. Nó còn quá là ok rồi. Động cơ của Xpander thì được trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên. Công suất của nó khoảng tầm hơn 100 mã gì đó. Đó, thế thôi. Rồi phần cuối cùng Khải muốn giới thiệu cho quý vị và bạn, đó chính là phần nội thất. Xin mời quý vị và bạn. Vâng, bước vào trong khoang nội thất, cái cảm giác thích thú đầu tiên của Khải đó chính là cái phần vô lăng của mẫu xe này. Đây, vô lăng của Xpander nó thiết kế cực kỳ là đẹp luôn, sờ rất là sướng nhá. Vô lăng thích bọc da luôn này, cầm vừa vặn đó. Tất nhiên là nó là trợ lực điện rồi nên là chúng ta có thể xoay bằng một tay như này, rất là nhẹ nhàng luôn đó. Cũng không nhẹ quá mà cũng không nặng quá, nó nằm trong mức vừa phải thôi. Ở trên phần phía vô lăng này nó cũng được trang bị khá nhiều các tính năng, ví dụ như đàm thoại rảnh tay này, ra lệnh giọng nói này, điều khiển các tính năng về âm thanh, ga tự động cruise control cũng đã có rồi này. Rất là hay luôn. Ở phía bên tay trái của Khải thì có các phím điều khiển gương chiếu hậu. Đó, nút cân bằng điện tử cũng có rồi này. Khá là an toàn. Rồi, chìa khóa, smart key, nút để đổ start up engine. Ở đây thì hệ thống giải trí của Xpander được một trang bị một màn hình 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đó. Có hệ thống âm thanh là 6 loa. Nghe cũng khá là hay. Điều hòa thì chưa có điều hòa tự động.
chỉ điều hòa cơ bình thường này thôi. Còn điều hòa còn chạy rất là êm và khá là mát. Đó. Đây chúng ta nhìn cái phần vô lăng, rồi phần cần số, phần phanh tay chẳng hạn như thế, rồi cả bộ ghế da của nó. Tổng thể về nội thất này đi, thì chúng ta cũng đánh giá được là một chiếc xe chạy 2 vạn nó còn rất là mới như thế nào. Trần xe rất là sạch sẽ luôn, từ những cái tấm vè che nắng nó còn mới như này, khá là ok. Mọi tính năng sử dụng vẫn bình thường, không có một cái gì gọi là bị hỏng cả. Đó, có một cái hộc để đồ rất là to ở đây. Rồi, quá hợp lý rồi. Hơn 600. Được mẫu xe 7 chỗ, rộng rãi, trang bị khá là nhiều option, trang thiết bị trên xe, mà lại đi khá là bền, Mitsu mà, đi cực bền luôn và tiết kiệm nhiên liệu nhá. Vâng, đó chính là Xpander. Vâng, thưa các bạn, rất là nhanh thôi, Xpander phiên bản AT 2021, xe chạy lướt nhẹ 2 vạn, biển Hà Nội. Mẫu xe này NK đang chào bán với mức giá chỉ có hơn 600 một chút thôi, 600 một tí thôi, mà lại biển Hà Nội rồi nhá. Màu đỏ, nội ngoại thất còn rất là mới. Các bạn quan tâm mẫu xe này xin mời hãy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 091 124 1881 nhé. Khải xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.